Rồi, chào mừng các bác lại quay lại với chương trình test những sản phẩm của Minh Chiến Audio Bình Định nha. Các bác đừng quên like và đăng ký kênh để và bấm nút chuông để được thông báo những sản phẩm mới về và những video test của Minh Chiến nha. Sau đây em sẽ test sản phẩm là Lukman L58A đánh với cặp loa JBL L112 nha. Bát 30 nha anh em. Con này có công suất là 3 250W, đánh hai cầu loa và có chế độ class A plus nha anh em, nên tiếng rất là ngọt ngào, không có chói nha anh em. Con này dòng này là ghép rất là nhiều loa và nhạc vàng thiệt ý luôn. Anh em nghe nhạc vàng con này là rất là ngọt ngào, class A plus mà anh em. Và bát này mềm mại, ngọt ngào chứ không có bị cứng như mấy dòng mà băng dẫn nha anh em. Băng dẫn mà lời mới bây giờ. Mời anh em tâm âm. Chắc là hai anh em thông âm nha. Tiếng chép rất là mịn màng nha. Tiếng ca sĩ rất là dày dặn nha nè. Mùa đông ai đang áo người đi, mùa đông ai đang tình mặn nồng, như chim chiều về có để cho mưa gió đừng lạnh người, để rồi em này bên em bán giá 14 triệu bao ship toàn quốc cho anh em nha. Dòng này là nghi hoài không có biết biết chán nha anh em, vì nó không có chói tai, tiếng rất là mềm mại và nhẹ nhàng ngọt ngào. Nó nghi kiểu như âm ly đèn đó nè.
Mình nó chạy class A plus đấy. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ với số điện thoại trên nha. Em tiếp tục cập nhật video liên tục trong ngày. Thì anh em nào có yêu kênh của Chiến thì vui lòng đăng ký kênh và bấm cái chuông bên phải góc màn hình để được thông báo những sản phẩm mới về và những video Chiến up liên tục trong ngày và nói chung là liên tục. Rồi. Giá em báo rồi đấy, báo là giá chuẩn. Và hàng thì bao ring bao đẹp cho anh em. Và giá luôn luôn là bao ship cho anh em. Tặng nhà nha.